Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua. Ở những phút sắp tới đây, xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhiều ngày mưa xối xả đã gây ra một trận lũ lụt khác ở Thiều Quan, Quảng Đông, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 710 triệu nhân dân tệ. Mực nước đạt đỉnh lũ bắt đầu xuất hiện vào lúc 10 giờ sáng ở khu đô thị Thiều Quan. Mực nước hiện đang giảm chậm. Theo thống kê sơ bộ, tính đến 12 giờ hôm nay, tổng số 92 khu phố, thị trấn thuộc 10 quận của thành phố bị ảnh hưởng, với 295.000 người bị ảnh hưởng, 32 người chết, 1 người mất tích, 5 ngôi nhà bị sập, 126 nhà bị hư hỏng, 40.000 tấn lương thực và 2.500 tấn thủy sản bị mất, 252 con đường bị gián đoạn do lũ lụt. Được biết, từ khi thành phố thông báo kịp thời tình hình mưa lũ đến người dân và di dời dân kịp thời nên công tác phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn diễn ra đúng kế hoạch đạt hiệu quả, sản xuất và sinh hoạt của vùng bị thiên tai đã ổn định. Kính thưa quý vị, theo thông tấn xã tỉnh Liễu Châu cho biết, do mưa lớn ở khu vực đô thị Liễu Châu và thượng nguồn sông Liễu Giang, mực nước của sông Liễu Giang đã tăng vọt lên 83,8 m vào lúc 1 giờ 20 sáng nay, vượt mực nước cảnh báo của sông Liễu Giang 1,3 m. Hiện mực nước sông Liễu Giang vẫn đang lên nhanh. Ước tính đến 11 giờ sáng nay mực nước sẽ đạt 85 m, vượt mực nước sông Liễu Giang cảnh báo 2,5 m. Cục Thủy văn Liễu Châu thực hiện giám sát chế độ nước 24 giờ và bắt đầu kế hoạch khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt và cập nhật tin tức mỗi giờ. Theo báo cáo tình hình nước mới nhất, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối hôm thứ Ba, lượng mưa ở thành phố Liễu Châu đạt 160mm, lượng mưa ở huyện Liễu Thành đạt 210mm, lượng mưa ở huyện Liễu Giai đạt 104mm, lượng mưa tại Mã Thị là 70mm và lượng mưa tại Trường An là 74mm. 11 giờ trưa ngày thứ Ba, mưa lớn ở Liễu Châu, Quảng Tây một lần nữa gây ngập lụt nghiêm trọng, nhiều tuyến đường trong khu đô thị ngập sâu 1m, người đi bộ và phương tiện phải đi đường vòng. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Liễu Châu, lượng mưa ở khu vực đô thị sẽ vượt 130mm trong 3 giờ tới. Hình ảnh cho thấy vành đai xanh của đường phố cao 1,3 m gần như chìm trong nước. Thưa quý vị, Nhật báo Thành Đô đưa tin rằng trong những ngày gần đây, một số khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Vân Xuyên đã trải qua những cơn mưa xối xả bất ngờ vào ban đêm và các thảm họa địa chất thứ cấp như lở đất ngày càng gia tăng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, trước đó 2 ngày huyện Vân Xuyên đã phát động chiến dịch di chuyển khẩn cấp quy mô lớn để tránh trú và tái định cư, với sự tham gia của hơn 50.000 người dân và học sinh ở các thị trấn và vùng núi. Sau trận động đất trước đó, do những rung động lớn trên núi, các vết nứt trên mặt đất thường phát triển và số lượng các địa điểm bị đe dọa bởi thảm họa địa chất trong toàn quận đã tăng từ hơn 100 trước trận động đất lên 3.570. Hầu hết các ngôi nhà ở thị trấn Ngụy Châu và các quận lỵ đã trở nên đổ nát. Những ngọn núi gần 4 khu dân cư chính có vết nứt từ vài cm đến hàng chục cm, chiều dài từ hàng trăm mét đến hàng vài trăm mét và sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Gần đây, các chuyên gia địa chất và quy hoạch làm việc tại huyện Vân Xuyên đã nhiều lần đề nghị với huyện Vân Xuyên rằng một số người dân bị ảnh hưởng cần được di chuyển khẩn cấp càng sớm càng tốt. Theo thống kê, bao gồm cả 20.000 người đã được chuyển đi trong giai đoạn đầu, số người bị đe dọa nghiêm trọng bởi các thảm họa địa chất thứ cấp trong quận đã lên tới 70.000 người. Bắt đầu từ hôm nay, quận Vân Xuyên lấy các thị trấn và làng làm đơn vị, bắt đầu công khai nguy cơ xảy ra thiên tai thứ cấp cho những người bị ảnh hưởng ở những khu vực nguy hiểm, đồng thời lên kế hoạch và lựa chọn các địa điểm ở những khu vực mở tương đối an toàn. Theo kế hoạch, quận Vân Xuyên sẽ xây dựng 3 khu tái định cư tập trung ở khu vực Ngụy Châu, Miên Chi với 90 khu, từ thị trấn Yến Môn, thị trấn Ngụy Châu đến thung lũng sông của thị trấn Miên Chi để tái định cư cho hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng. Công việc lựa chọn địa điểm của khu vực Xuân Khẩu, Anh Tứ cũng đang diễn ra nhanh chóng. Theo dự báo thời tiết do Đài quan sát khí tượng Giang Tây đưa ra vào lúc 6 giờ sáng thứ Ba, tại Giang Tây sẽ bắt đầu một đợt mưa lớn mới từ đêm. Vào tối thứ Hai, tỉnh trưởng Giang Tây Diệp Kiến Xuân đã đến trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh để tìm hiểu về tình hình lũ lụt trong tỉnh, nghe báo cáo về tham vấn kiểm soát lũ lụt và thông báo rằng từ 18 giờ, Giang Tây sẽ bắt đầu ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 2. Từ 3 ngày qua, khu vực phía Bắc và Trung Bắc Giang Tây cũng đang trải qua đợt mưa lớn diện rộng và dữ dội nhất kể từ mùa lũ. Lưu vực sông Giao trải qua trận lũ lớn nhất kể từ năm 1998. Một số khu vực xảy ra thiên tai địa chất nguy hiểm. Dự báo trong vài ngày tới có mưa to đến rất to ở các khu vực nói trên. Theo dự báo thời tiết, Cám Châu, Tế An và khu vực trung tâm và phía nam của Phúc Châu trong ngày hôm nay sẽ nhiều mây, có mưa rào hoặc dông, có mưa vừa đến mưa to cục bộ. Vào ban đêm trời nhiều mây, có mưa vừa hoặc dông, có nơi mưa to cục bộ. Các khu vực khác trong tỉnh trời nhiều mây từ ngày đến đêm, khi chuyển nhiều mây có mưa rào, đêm có nơi mưa vừa đến mưa to, có nơi có dông, có nơi mưa to, dông và sét đánh mạnh tại một số địa phương trong tỉnh. Ngày mai, 7 thành phố bao gồm Cát An, Phúc Châu,
Bình Hương, Tân Dư, Nghi Xuân, Nam Sương và Anh Đàm, cũng như phần phía bắc của thành phố Cám Châu và phần phía nam của thành phố Thượng Nhiêu sẽ có nhiều mây với dông bão và mưa lớn cục bộ. Cửu Giang, Cảnh Đức trấn và phía bắc thành phố Thượng Nhiêu sẽ có mưa vừa đến mưa to hoặc dông, mưa to cục bộ, mưa nhẹ đến vừa hoặc dông ở phía nam thành phố Cám Châu. Khi có dông sẽ có mưa lớn ngắn hạn và rét mạnh tại các địa phương trong tỉnh. Quý vị thân mến, trận mưa xối xả kéo dài khoảng 4 ngày đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 860 triệu nhân dân tệ cho Chiết Giang. Trong số đó, thiệt hại kinh tế trực tiếp của ngành nông nghiệp là 295 triệu nhân dân tệ, thiệt hại kinh tế trực tiếp của ngành công nghiệp là 170 triệu nhân dân tệ và thiệt hại kinh tế trực tiếp của các cơ sở bảo tồn nước là 280 triệu nhân dân tệ. Cho đến tối ngày hôm qua, không có báo cáo nào về thương vong ở các vùng khác nhau của Chiết Giang. Đợt mưa xối xả này là lớn nhất trong năm nay. Lượng mưa và phạm vi mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở phía tây Chiết Giang và những nơi khác vào ngày thứ tư. Cục Thủy văn tỉnh Chiết Giang theo dõi từ 11 giờ trưa thứ năm đến 6 giờ sáng thứ hai. Toàn bộ tỉnh Chiết Giang thất thủ, mưa bão lớn và mưa bão cục bộ chủ yếu tập trung ở phía bắc Chiết Giang và lưu vực sông Tiền Đường. Lượng mưa trung bình của tỉnh là 106mm, diện tích bao phủ bởi lượng mưa trên 100mm là gần 60.000 km2, gần hết diện tích đất của Chiết Giang. Kim Hoa, Ninh Ba, 7 thành phố là những khu vực có lượng mưa chính. Các quận có lượng mưa lớn hơn 200mm trên diện tích bao gồm Khai Hóa, Dư Hàng, Lâm An, Thuận An, Hải Yến, thành phố Hàng Châu và Hải Ninh. Khai Hoa Vương Gia có lượng mưa tích lũy tại một trạm lớn nhất là 409mm. Tính đến 14 giờ chiều thứ hai, mực nước ở Dư Hàng, Bình Giao, Công Thần Kiều, Trùng Đức, Ô Trấn, Phụ Dương, Lâm Phố và những nơi khác mực nước vẫn vượt cảnh báo, nhưng mực nước tại trạm kiểm soát chính của sông Tiền Đường đã xuống dưới mực nước cảnh báo. Quý vị thân mến, theo tin từ Đài khí tượng Trung ương đưa ra dự báo thời tiết 3 ngày tới lúc 16 giờ chiều thứ sáu, chịu ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh và ấm. Trong 3 ngày tới, phía đông nam tây bắc Trung Quốc, phía đông tây nam Trung Quốc, sông Hoàng Hà sẽ có đợt mưa vừa đến mưa to từ tây sang đông ở Giang Hoài, Giang Hán và phía bắc Giang Nam, trong đó có một phần phía nam Thiểm Tây, phía đông Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Bắc, phía bắc Hồ Nam, Hà Nam, An Huy và Giang Tô có mưa to đến rất to. Một số khu vực nêu trên sẽ kèm theo đối lưu thời tiết mạnh như dông ngắn ngày, dông mạnh gió hoặc mưa đá. Trong 3 ngày tới, hầu hết Chiết Giang, Giang Tây, phía nam Hồ Nam, Phúc Kiến, Quảng Đông, một phần miền Trung và Nam Quảng Tây và Hải Nam sẽ có thời tiết nhiệt độ cao từ 36 độ C đến 38 độ C, có nơi trên 36 C. Ở phần phía đông của lưu vực Nam Tân Cương và lưu vực Tupan, thời tiết có nhiệt độ cao 37 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở một số khu vực của lưu vực Tupan có thể lên tới 38-41 độ C. Từ đêm nay đến ngày mai, các khu vực xảy ra động đất ở Tứ Xuyên, phía nam Cam Túc và phía nam Thiểm Tây sẽ chuyển từ nhiều mây sang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to ở một số khu vực, cũng như thời tiết đối lưu mạnh như mưa dông ngắn ngày và gió giật mạnh. Từ đêm mai đến ngày kia, lượng mưa tại khu vực xảy ra động đất suy yếu dần, trời nhiều mây. Dự báo cụ thể như sau: trong 24 giờ tới, vùng Thiên Sơn phía tây Tân Cương, phần lớn Tây Tạng, miền Trung và phía đông tây bắc Trung Quốc, phía tây Nội Mông, đông bắc Hắc Long Giang, phần lớn bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán, miền Trung và miền bắc Giang Nam và hầu hết tây nam Trung Quốc và miền tây Quảng Tây, Đài Loan và những nơi khác có mưa hoặc dông từ nhẹ đến trung bình. Hồ Nam, Nam An Huy, miền Trung và miền Bắc Giang Tô, ở một số khu vực sẽ có mưa to hoặc mưa rất to. Một số khu vực trên sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn ngày, gió giật mạnh hoặc mưa đá. Có gió đông hoặc gió bắc cấp 4 đến 5 ở phía đông Nội Mông, hầu hết đông bắc Trung Quốc và phía bắc Hoa Bắc Trung Quốc, biển Bột Hải và phía bắc Hoàng Hải có gió bắc cấp 6. Trong 48 giờ tiếp theo, bắc Tân Cương, Trung và đông Tây Tạng, đông nam Thanh Hải, đông tây bắc Trung Quốc, Trung và tây Nội Mông, phần lớn Sơn Tây, phần lớn Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán, phần lớn Giang Nam và hầu hết Tây Nam Trung Quốc và hầu hết Quảng Tây, Tây Hải Nam, Đài Loan và những nơi khác có mưa hoặc dông từ nhẹ đến vừa. Trong số đó, Giang Hoài, hầu hết Hồ Bắc, Bắc và Tây Giang Nam, Trung và Đông Trùng Khánh, Trung và Đông Quý Châu, Nam Tứ Xuyên, Tây Quảng Tây, Đông Nam Vân Nam, vân vân sẽ có mưa to hoặc mưa to trên diện rộng, cục bộ có mưa dông lớn. Một số khu vực nói trên sẽ kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như hạn hán hạn, dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá, có gió đông hoặc gió bắc cấp 4 đến 5 ở phía đông Nội Mông, phần phía đông và phía nam của đông bắc Trung Quốc và phía đông bắc Trung Quốc, có gió bắc cấp 6 ở phần trung tâm và phía bắc của biển Bột Hải và biển Hoàng Sa. Trong 72 giờ tiếp theo, phía bắc và tây nam Tân Cương, phần lớn Tây Tạng, nam Thanh Hải, bắc Thiểm Tây, trung tâm Nội Mông, đông bắc Hắc Long Giang, phần lớn bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài, Giang Hán, phần lớn Giang Nam và Quảng Tây, phía tây Hải Nam, phần lớn phía tây cao nguyên Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam, Đài Loan và những nơi khác có mưa rào hoặc dông, trong đó bán đảo Sơn Đông, phần lớn Giang Tô và An Huy,
phía Tây Bắc Giang Tây, phía Đông Hồ Bắc, miền Trung và Bắc Hồ Nam, Đông Quý Châu và Quảng Tây phía Tây, Nam Tứ Xuyên, Đông Nam Vân Nam và Bắc Trung Bộ có, sẽ có mưa to hoặc mưa rất to, mưa lớn cục bộ ở khu vực phía Đông Giang Hoài. Các khu vực trên sẽ kèm với thời tiết đối lưu mạnh như dông ngắn hạn, gió mạnh hoặc mưa đá, có gió Tây Bắc cấp 5-6 ở Tây Bắc Tân Cương, gió Bắc cấp 4-5 ở Đông Bắc Nội Mông và Bắc Trung Bộ Hắc Long Giang, gió cấp 5-7 ở biển Bồi Hải và Hoàng Hải, gió cấp 5-7 ở biển Bồi Hải và Hoàng Hải. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam với Khmer Đỏ luôn là một vết thương mãi mãi không bao giờ lành với Việt Nam. Cuộc chiến ấy đã chứng kiến những sự hy sinh vô cùng bi tráng của cả nhân dân và quân đội ta để đổi lấy một sự ổn định và nền hòa bình ở vùng biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Những ngày này của 40 năm trước, các cánh quân của Việt Nam đang ao ao tấn công các mục tiêu trên đất Campuchia theo kế hoạch tổng phản công trên hướng biên giới Tây Nam. Cuộc phản công chiến lược này bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 năm 1978 và chỉ mất 15 ngày để cơ bản đánh tan quân đội Khmer Đỏ và chiếm thủ đô Phnom Penh. Câu hỏi đặt ra là tại sao quân đội Việt Nam lại có thể đánh bại quân đội một nước khác trong thời gian nhanh như vậy? Thưa các bạn, khi nói đến vấn đề này, cái dễ thấy nhất là sự chênh lệch khá xa về sức mạnh quân sự giữa hai bên. Cuộc phản công biên giới Tây Nam có thể nói là chiến dịch mà quân đội nhân dân Việt Nam bị động đến mức cao nhất kể từ khi thành lập. Quy mô sử dụng lực lượng trong chiến dịch này còn hơn cả chiến dịch Hồ Chí Minh, là chiến dịch lớn nhất thời kháng chiến chống Mỹ. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức 5 cánh quân tấn công vào Sài Gòn Gia Định. Mỗi cánh quân có quy mô 1 quân đoàn. Tổng số vũ khí trang bị hạng nặng được huy động cho chiến dịch này là 265 xe tăng, 127 xe thiết giáp, 241 pháo xe kéo, 88 pháo mang vác và hơn 400 pháo cao xạ. Đến chiến dịch phản công biên giới Tây Nam, Việt Nam đã tung vào lực lượng của 3 quân đoàn và 3 quân khu. 3 quân đoàn là các quân đoàn 2, 3 và 4, còn các quân khu là các quân khu 57 và 9. Mỗi quân khu quân đoàn này có lực lượng gồm từ 2 đến 3 sư đoàn bộ binh và nhiều trung đoàn, lữ đoàn, binh chủng khác. Các vũ khí hạng nặng nhiều hơn hẳn chiến dịch Hồ Chí Minh, cụ thể là sử dụng 600 xe tăng và xe bọc thép, hơn 400 pháo cỡ lớn, 139 máy bay, 10.000 ô tô và hàng trăm tàu thuyền. Sự khác biệt về vũ khí trang bị giữa hai chiến dịch không phải là chỉ là về lượng mà còn khác hẳn về chất. Khi phản công biên giới Tây Nam có không quân và hải quân hiệp đồng với lực lượng trên bộ, trong khi đó quân đội Pol Pot ước tính có 23 sư đoàn, trong đó ngoài các sư đoàn bộ binh còn có một sư đoàn thủy quân lục chiến, một sư đoàn hải quân, một sư đoàn không quân. Các sư đoàn bộ binh của quân Khmer Đỏ cũng là những đơn vị binh chủng hợp thành, có pháo binh và xe tăng, với vũ khí trang bị chủ yếu xuất xứ từ Trung Quốc. Riêng sư đoàn không quân của Khmer Đỏ thì chiến đấu như bộ binh bởi vì thiếu phi công. Tuy số lượng sư đoàn là hơn 20, nhưng theo một số nguồn tin thì quân số của các sư đoàn này của Khmer Đỏ đã bị sứt mẻ nhiều trong những trận đánh với quân đội Việt Nam từ thời gian trước. Và biên chế mỗi sư đoàn của Khmer Đỏ chỉ bằng một nửa quân số một sư đoàn Việt Nam. Ngoài ra, Việt Nam không chỉ có ưu thế khi so sánh từng cấp đơn vị tương đương, mà còn có ưu thế về sức mạnh hiệp đồng quân binh chủng mà phía Khmer Đỏ không có. Chẳng hạn như trên các hướng chiến dịch, bộ đội Việt Nam có xe tăng đột kích, có pháo lớn, các cỡ của cấp quân đoàn, sư đoàn yểm trợ, có yểm trợ hỏa lực từ trên không với các máy bay ném bom hoặc là sử dụng trực thăng vũ trang bắn rocket. Khi gặp sông suối cần phải vượt qua, chỉ có công binh bắc cầu phao, trường hợp sông lớn như sông Mekong thì đã có hải quân hỗ trợ. Để chứng tỏ giá trị của không quân và hải quân, xin đơn cử một vài ví dụ. Theo các tài liệu lịch sử, tính từ ngày 22 tháng 12 năm 1978 đến ngày 17 tháng 1 năm 1979, không quân đã hoạt động 54 đợt, đánh 99 trận với 627 lần xuất kích, trong đó có 352 lần là trực tiếp đánh. Do không quân của Khmer Đỏ còn đang ở giai đoạn đầu xây dựng, cho nên không quân Việt Nam gần như kiểm soát bầu trời và đã yểm trợ hỏa lực rất đắc lực cho lực lượng mặt đất. Thậm chí có những khi vì pháo của không quân đã đánh trúng vào đầu não chỉ huy của đối phương.
Chẳng hạn, chiều ngày 23 tháng 12 năm 1978, chiếc tiêm kích F-5 của Trung đoàn 935 đã đánh bom trúng sở chỉ huy Sư đoàn 703 và trận địa pháo binh quân Khmer Đỏ tại khu vực phía nam rừng Hòa Hội 7 km. Còn dấu ấn của Hải quân trong chiến dịch này thể hiện ở hai sự kiện. Một là cuộc đổ bộ đường biển lớn nhất lên bãi biển Tà Lơn do hạm đội 171 và Hải đoàn 127 thực hiện. Các tàu của hai đơn vị này đã đưa lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101 và lữ đoàn Hải quân đánh bộ 126 đổ bộ thành công vào tối ngày 6 tháng 1 năm 1979. Cuộc đổ bộ lịch sử này thành công, ngoài việc tiêu diệt toàn bộ lực lượng hải quân của Khmer Đỏ, nó còn bóp nghẹt con đường tháo chạy ra hướng biển của quân Khmer Đỏ. Sự kiện thứ hai là trung đoàn giang thuyền 962 của Hải quân đã sử dụng hơn 40 tàu thuyền để đưa lực lượng quân đoàn 4 vượt bến phà Nức Long trên sông Mekong để tấn công vào thủ đô Phnom Penh trong tối ngày 6 tháng 1. Nhờ có trung đoàn giang thuyền này, quân đoàn 4 đã nhanh chóng vượt qua được sông Mekong để tiến vào thủ đô Phnom Penh trong ngày 7 tháng 1, sớm hơn kế hoạch do Bộ Tư lệnh Chiến dịch đề ra một ngày. Tất nhiên, vũ khí trang bị là một điều quan trọng trong chiến đấu, nhưng chúng ta vẫn thường nói vũ khí là do con người sử dụng, cho nên không thể không nói tới vai trò của người chiến binh và chiến thuật của họ. Đối mặt với quân đội Việt Nam được trang bị mạnh và vừa mới trải qua chiến tranh nhiều năm, quân Khmer Đỏ được cố vấn Trung Quốc tư vấn dùng chiến thuật du kích để đối phó. Phương châm tác chiến của chúng tóm gọn vào 16 chữ là địch tiến, ta lùi, địch dừng, ta quấy, địch mệt, ta đánh, địch rút, ta truy. Trong suốt thời kỳ đầu gây hấn xung đột, quân đội Khmer Đỏ tung lực lượng áp sát các vị trí phòng thủ của Việt Nam trên tuyến biên giới, dùng các thủ đoạn bắn tỉa, gai mìn, pháo kích để tiêu hao lực lượng Việt Nam. Khi bị đánh trả thì bọn chúng tháo chạy để bảo toàn lực lượng, nhưng khi lực lượng ta dừng lại thì bọn chúng lại quay lại bu bám quấy rối. Tổng kết tình hình này, một vị tướng ở quân khu 5 đã nói, nó đánh ta như ta đánh Mỹ, ta đánh nó như Mỹ đánh ta. Tuy nhiên, quân đội Việt Nam là những người đã vận dụng chiến thuật du kích đến cao độ trong thời kỳ chống Mỹ, cho nên cũng đã có những cách thích nghi và khắc chế cách đánh của quân Khmer Đỏ cả về mặt chiến thuật và chiến lược. Về mặt chiến thuật, trong hồi ký cuộc chiến tranh bắt buộc, Đại tá Nguyễn Văn Hồng có chép lại kết luận của hội nghị rút kinh nghiệm do quân khu 5 tổ chức tại Pleiku, trong đó tổng kết rằng về phía ta khi tiến công căn cứ, nhất là những căn cứ nằm sâu trong hậu phương địch, có công sự sơ sài và vật cản giản đơn thì cần phải tạo yếu tố bất ngờ. Sử dụng lực lượng đột kích chính diện vừa phải mà tăng lực lượng vu hồi tấn công bên sườn và sau lưng. Cần thiết thì có thể tạo thế bao vây vòng trong vòng ngoài, có khi dùng cả mìn để chế tạo bao vây, không cho chúng chạy thoát. Ngay trong chiến đấu, phòng ngự cũng phải thể hiện tư tưởng tiến công bằng những hành động cụ thể như công sự trận địa vững chắc, bố trí vật cản hệ thống hỏa lực chặt chẽ. Nhất là phải có lực lượng cơ động thoát ra bên ngoài, tiến công bên sườn và phía sau đội hình địch. Kết luận trên đây đã phát ra các biện pháp khắc chế thủ đoạn của đối phương. Khi ta tấn công thì chú trọng bao vây, diệt gọn, không để quân địch tàn ra rồi lại bu bám, quấy rối. Khi ta phải phòng thủ thì không phòng ngự bị động, mà luôn bố trí lực lượng cơ động ở ngoài để sẵn sàng đánh vào sườn đội hình quân địch khi chúng tấn công vào chốt phòng ngự của ta. Về mặt chiến lược, sau một thời gian kiên trì, đề nghị đàm phán hòa bình không có kết quả, Việt Nam đã hạ quyết tâm đánh lớn để tiêu diệt tập đoàn Pol Pot, chứ không phải chỉ là tiến hành một chiến dịch phản công để đẩy quân Khmer Đỏ ra khỏi biên giới. Mục tiêu chiến lược này khiến cho thủ đoạn du kích của quân đội Pol Pot mất tác dụng bởi vì quân đội Việt Nam tiến một mạch đến thủ đô. Việc quân đội Việt Nam tiến đánh quyết liệt là điều nằm ngoài dự liệu của Pol Pot. Trong một bản nghị quyết hồi tháng 6 năm 1977, Bộ Sậu của Khmer Đỏ nhận định như thế này. Với quân sự An Nam của quân đội mạnh có kinh nghiệm chiến đấu, trang bị phương tiện nhiều, song sau khi thống nhất thì tinh thần quân đội sút kém, tuy mạnh về quân sự nhưng lại yếu về chính trị, đang gặp nhiều khó khăn nên không đủ sức đánh lại chúng ta. Và chiến lược thì bị kiềm chế, không dám tấn công sâu qua đất nước Campuchia. Tính toán và đánh giá của Pol Pot được Thiếu tướng Bùi Cát Vũ phân tích rõ hơn khi viết trong ký sự đường vào Phnom Penh như thế nào. Thật ra trong thâm tâm chúng nhận định rằng lực lượng cách mạng không đủ sức và cũng không dám tấn công toàn diện. Mà nếu chỉ là phóng đến bờ sông Mekong để lập căn cứ cho mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia thì lực lượng cách mạng sẽ sa lầy đến ngực. Vì vùng này toàn là rừng ít dân
Nếu chúng lừa dân đi nữa thì là vùng không có dân, kinh tế không có gì, đường xa rất ít, phạm vi rộng, hậu phương xa và sẽ tiêu tốn rất nhiều sức người, sức của, không thể nào chịu nổi trong cuộc chiến tranh lâu dài. Chừng ấy, chúng tha hồ giành chủ động ở biên giới phía Bắc, phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Chính vì hiểu rõ toan tính chiến lược của tập đoàn Pol Pot, Bộ Thống soái Việt Nam đã hạ quyết tâm đánh một cuộc chiến lớn, đánh tiêu diệt, nỗ lực để vượt qua giới hạn mà kẻ địch cho là chúng ta không thể vượt qua. Chính vì vậy, Việt Nam mới huy động vào trận này lực lượng của quân đoàn và 3 quân khu cùng cả hải quân và không quân đồng loạt đánh trên toàn tuyến biên giới. Do quá tin tưởng và nhận định tình hình của mình, tập đoàn Pol Pot chỉ chú trọng ở biên giới mà trong nội địa thì rất sơ hở. Trước đây, quân Việt Nam có đánh trả cũng không đi sâu vào nội địa Campuchia. Quân Khmer Đỏ có điều kiện lùi vào sâu để củng cố rồi lại nóng lên quấy rối. Nếu cứ đánh cù cưa như vậy mãi, chỉ cái điều mà Pol Pot toan tính là hy sinh 2 triệu người Campuchia để tiêu diệt 50 triệu người Việt sẽ xảy ra. Thế nhưng khi quân đội Việt Nam đánh như vụ bão không dừng lại thì quân Pol Pot bị choáng ngợp. Và khi phòng tuyến ở biên giới bị chọc thủng thì xuất hiện tình trạng binh bạn như núi lở và nhanh chóng bị tan rã. Tuy vậy, điều đáng tiếc là quân đội Việt Nam khi đó chưa bịt được biên giới Thái Lan-Campuchia để bắt sống các yếu nhân của tập đoàn Pol Pot. Điều thứ ba khiến cho quân đội Pol Pot bị tan rã quá nhanh chóng và cũng là một yếu tố rất quan trọng, đó là tập đoàn Khmer Đỏ đã gây ra quá nhiều tội ác man dợ trên đất nước Campuchia, khiến cho ngay chính nhân dân nước này cũng chán ghét muốn lật đổ chúng. Xét cho cùng, quân đội nào cũng phải dựa vào nhân dân, quân như cá, dân như nước, nước cạn thì cá chết là đạo lý rất giản dị. Thưa các bạn, trên đây là một vài lý do đưa đến thắng lợi thần tốc của quân đội Việt Nam trong chiến dịch phản công biên giới Tây Nam. Trong các lý do trên đây, quan trọng nhất là lý do thứ ba. Do điều này, cho nên cuộc tiến quân sang Campuchia của quân đội Việt Nam mới có chính nghĩa là để cứu giúp một dân tộc thoát khỏi họa diệt chủng. Ngày nay, một số người ở ngay Việt Nam nhưng do tiếp thu các luận điệu tuyên truyền của Trung Quốc và nước ngoài lại nghĩ rằng Việt Nam tiến quân sang Campuchia năm 1979 là nhằm ý đồ nuốt chửng Campuchia để lập liên bang Đông Dương. Những lý lẽ để phản bác lại luận điệu này thì có nhiều, nhưng chúng tôi chỉ xin nói một điều rất hiển nhiên. Nếu như tập đoàn Pol Pot không bị nhân dân Campuchia căm hận, thì với sự giúp sức của Trung Quốc, Thái Lan, rồi nhiều cường quốc phương Tây như vậy, làm sao Việt Nam có thể đánh bại chúng nhanh chóng như thế? Còn về việc vì sao bộ đội Việt Nam ở lại Campuchia tới 10 năm mới rút, thì chính ông Hun Sen, thủ tướng Campuchia đã trả lời thẳng cho các nhà báo phương Tây rằng đó là do họ đã yêu cầu Việt Nam như thế. Bởi vì nếu quân đội Việt Nam rút ngay năm 1979 thì tàn quân Pol Pot sẽ ngóc đầu dậy và lực lượng của ông Hun Sen sẽ không thể chống nổi. Tàn quân Pol Pot ngóc đầu dậy và có thể sẽ phải chiến tranh lần nữa, cho nên Việt Nam đã ở lại để truy quét tàn binh quân Pol Pot và giúp xây dựng quân đội Campuchia đến lúc đủ sức cáng đáng nhiệm vụ mới rút hết. Nội dung thứ nhất, Việt Nam đủ sức mạnh, biện pháp và sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc trên Biển Đông. Nội dung thứ hai, Trung Quốc sẽ làm gì ở Biển Đông trong thời gian tới để thực hiện dã tâm bành trướng của mình. Sau đây là nội dung chi tiết. Việt Nam đủ sức mạnh, biện pháp và sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc ở Biển Đông. Báo Anh khẳng định Trung Quốc gian dối, phi lý ở Biển Đông. Báo Mỹ khẳng định Trung Quốc sẽ tổn thất nặng nề nếu gây chiến với Việt Nam. Song song với những quan điểm của truyền thông trên thế giới, tờ National Interest của Mỹ đã có một bài viết với tiêu đề "Nếu Trung Quốc gây chiến ở Việt Nam, có 5 vũ khí lợi hại khiến cho Bắc Kinh phải sợ hãi". Bài viết giả thuyết Trung Quốc gây chiến với Việt Nam thì sẽ có 5 vũ khí lợi hại của Việt Nam, sẽ có khả năng khiến cho quân Trung Quốc bị trọng thương, từ đó làm cho Bắc Kinh khiếp sợ. Theo bài báo, trước việc Trung Quốc thường xuyên đưa lực lượng dân quân biển đội lốt tàu đánh cá, được hộ tống bởi các tàu chấp pháp xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam đã làm trầm trọng hơn tranh chấp căng thẳng quyền kiểm soát đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thực chất là Trung Quốc nhảy vào xâm lược, gây tranh chấp khiêu khích các nhà lãnh đạo Việt Nam luôn tỉnh táo về mối đe dọa xâm lược từ Trung Quốc. Bài báo cho rằng nếu giữa Trung Quốc và Việt Nam nổ ra chiến tranh, thì Việt Nam có thể sử dụng 5 loại vũ khí khiến cho Trung Quốc phải trả giá đắt, gồm có máy bay chiến đấu Su-30, tàu ngầm Kilo, tên lửa hành trình Onyx, hệ thống F-400, không gian tác chiến. Trên thực tế, Trung Quốc và Việt Nam mua vũ khí của một nơi, đa số vũ khí mà quân đội Việt Nam sử dụng thì quân đội Trung Quốc cũng có, nhưng sự khác biệt về trình độ tấn công phòng thủ giữa hai nước rất lớn. Bài viết kết luận rằng Việt Nam hoàn toàn không muốn triển khai một cuộc chiến tranh với Trung Quốc.
tác giả có nhận định rằng Việt Nam không mong muốn chiến tranh, nhưng Việt Nam đã mua thiết bị đắt đỏ và chuẩn bị cho chiến tranh. Trung Quốc phải hiểu rằng Việt Nam làm như vậy là để ngăn chặn chủ nghĩa mạo hiểm của Trung Quốc. Có thể dự đoán Việt Nam sẽ tăng cường sức mạnh quân sự của mình, đồng thời tiếp tục đấu tranh vì hòa bình. Với Trung Quốc trên Biển Đông, thế giới tiếp tục lên tiếng. Hai Tân, tác giả của cuốn sách Biển Đông và Cuộc chiến giành quyền lực ở châu Á, vừa có một bài viết phản bác tất cả những luận điệu của Trung Quốc về cái gọi là bằng chứng lịch sử đối với Biển Đông. Trong bài phát biểu đăng trên tạp chí Prospect của Anh vừa qua, tác giả Hai Tân đã mở đầu. Cả nước Trung Quốc đã bị tuyên truyền một cách sai trái rằng người Trung Quốc đã phát hiện và đặt tên các đảo ở Biển Đông. Biển Đông là nơi Trung Quốc đang bộc lộ những tham vọng đầy bá quyền của mình. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đã đột ngột từ bỏ chiêu bài giả vờ trỗi dậy hòa bình và quay sang ủng hộ ngoại giao pháo hạng. Gốc gác của tất cả các rắc rối này là những gì mà Bắc Kinh gọi là bằng chứng lịch sử không thể chối cãi, mà họ dùng để đòi chủ quyền đối với hơn 80% diện tích Biển Đông thông qua đường chín đoạn. Vấn đề quan trọng hơn là Bắc Kinh đã không hề có bằng chứng đáng tin cậy để hỗ trợ nó, ngoài việc bịa ra những thứ rất tầm phào và mơ hồ. Tuy nhiên điều này vẫn là động lực để họ đe dọa hòa bình và an ninh ở châu Á. Hai Tân đã khẳng định Trung Quốc đang nỗ lực thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông và họ cũng đang lừa đảo chính nhân dân của họ về cái gọi là lịch sử không thể chối cãi đó. Trung Quốc đang nỗ lực khiến cho dân họ tin rằng những hành động mà Bắc Kinh theo đuổi vì chính lợi ích của đất nước bất chấp sự phản đối quốc tế. Bài viết chỉ ra rằng chỉ đúng và rất khách quan những gì đang xảy ra ở Biển Đông, đặc biệt là với vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam vẫn kiên trì đường lối giải quyết hòa bình. Thực tế, dù có những chuẩn bị cho mối nguy xâm lăng từ Trung Quốc, nhưng đáp trả những hành động leo thang khiêu khích của cường quốc này, Việt Nam vẫn đang kiên trì đường lối giải quyết hòa bình dựa trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Vừa qua, thì Hội đồng Nghị viện Tổ chức Pháp ngữ cũng đã thông qua nghị quyết kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh tại Biển Đông. Nghị quyết của Hội đồng Nghị viện Tổ chức Pháp ngữ bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc thường xuyên đưa lực lượng dân quân biển đội lốt tàu đánh cá được hộ tống bởi các tàu chấp pháp xâm lược, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Việt Nam. Hội đồng Nghị viện Tổ chức Pháp ngữ cho rằng tình trạng căng thẳng này có thể đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định và an ninh của các tuyến đường hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Hội đồng Nghị viện Tổ chức Pháp ngữ ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam mong muốn tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp thông qua đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc gia, ủng hộ đề nghị đàm phán Việt Nam gửi đến Trung Quốc và kêu gọi các bên kiềm chế. Hội đồng Nghị viện Tổ chức Pháp ngữ kêu gọi các bên liên quan không làm phức tạp thêm tình hình, tránh việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc gia và quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển năm 1982. Trước đó, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua nghị quyết yêu cầu Trung Quốc phải trả lại nguyên trạng Biển Đông trước ngày 1 tháng 5 năm 2021 nếu không muốn nổ ra xung đột căng thẳng trên Biển Đông. Việt Nam đủ sức mạnh biện pháp đối phó nếu Trung Quốc tiếp tục gây hấn và không dừng lại hành động sai trái của mình. Chúng ta có đủ sức mạnh và biện pháp đối phó quyết tâm bảo vệ vùng biển, vùng trời và thềm lục địa của chúng ta, Thượng tướng Nguyễn Văn Sinh nói. Để đối phó với Trung Quốc, theo Thượng tướng, cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả kinh tế, ngoại giao, quốc phòng. Việt Nam có đủ khả năng để huy động sức mạnh tổng hợp, trong đó sức mạnh lớn nhất là sự đồng lòng của hơn 90 triệu người dân trong và ngoài nước. Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam từ hàng ngàn đời nay. Mỗi khi đất nước lâm nguy, sự đoàn kết ấy càng lên cao. Mọi người sẵn sàng hy sinh bản thân vì sự trường tồn của đất nước. Cùng với đó, Việt Nam nhận được sự ủng hộ đồng tình của bạn bè thế giới, của ASEAN vì chính nghĩa thuộc về chúng ta. Chúng ta còn là thành viên của Liên Hợp Quốc và có thể đưa ra việc làm sai trái của Trung Quốc ra Liên Hợp Quốc, kiện lên tòa án quốc tế. Trung Quốc sẽ làm gì ở Biển Đông trong thời gian tới? Một số chuyên gia dự đoán Trung Quốc sẽ đưa vũ khí mới xuống Trường Sa và Mỹ vẫn sẽ điều tàu chiến áp sát đảo nhân tạo phi pháp ở Biển Đông. Mới đây, thì chuyên gia Gregory Poling, giám đốc chương trình Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế khẳng định, trong năm 2020, Trung Quốc đã bước vào giai đoạn mới của việc quân sự hóa các đảo nhân tạo phi pháp trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Dẫn lời ông Gregory Poling nói rõ,
Trung Quốc lần đầu tiên điều máy bay vận tải quân sự từ đá vành khăn bị nước này bồi đắp và biến thành đảo nhân tạo, lắp đặt thiết bị gây nhiễu tiên tiến ở đá vành khăn và đá chữ thập, triển khai tên lửa đối không cùng tên lửa hành trình diệt hạm trên một số đảo nhân tạo phi pháp. Cũng theo ông Pauling, Trung Quốc tiếp tục đưa tàu hải quân đến Trường Sa và cho các tàu của lực lượng dân quân biển hiện diện ở khu vực. Ngoài ra, Trung Quốc hồi tháng 5 lần đầu tiên cho anh tà cơ H-6K hạ cánh xuống đảo Phú Lâm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trung Quốc cũng đã xây dựng cấu trúc mới phi pháp trên đá Bông Bay thuộc nhóm đảo An Vĩnh, quần đảo Hoàng Sa. Mưu đồ của Trung Quốc, ông Pauling cho rằng, Trung Quốc đang áp dụng mô hình quân sự hóa ở Hoàng Sa đối với các đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa. Cho nên sau khi đã điều máy bay quân sự lắp đặt tên lửa, Bắc Kinh sẽ đưa chỉ đầu cơ xuống Trường Sa. Ông Pauling còn nói rằng Trung Quốc đã xây dựng tổng cộng 72 nhà chứa chiến đấu cơ ở Trường Sa và khẳng định nước này không thể xây nhà chứa máy bay chỉ để chống. Ngoài ra, nhà phân tích về chiến lược quốc phòng tại Viện Nghiên cứu Chính sách Chiến lược Úc dự đoán năm 2021, Trung Quốc có thể đưa vũ khí mới tới đá vành khăn và chữ thập. Ông David còn dự đoán trong lúc gia tăng quân sự hóa, Trung Quốc có thể tiến tới tuyên bố vùng biển nằm giữa các đảo nhân tạo phi pháp là lãnh hải của nước này. Trung Quốc sẽ không từ bỏ ý định kiểm soát toàn bộ Biển Đông. Về mặt cơ bản, điều Trung Quốc muốn là biến Biển Đông thành ao nhà của họ. Hồi tháng 11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tuyên bố muốn hoàn tất bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC trong vòng 3 năm nữa, đồng thời cam đoan nước này không tìm kiếm quyền bá chủ hoặc bành trướng. Tuy nhiên, theo chuyên gia, việc đưa ra thời hạn 3 năm là cách Trung Quốc trì hoãn để có thể tiếp tục quân sự hóa ở Biển Đông. Ông cho rằng, nếu trong 3 năm mà cảm thấy chưa có thể kiểm soát được Biển Đông, Trung Quốc sẽ đưa ra thời hạn 3 năm khác. Nguy cơ đụng độ gia tăng nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ đã nhiều lần cho chiến hạm áp sát một số đảo nhân tạo phi pháp trong các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải. Hồi tháng 9, trong lúc áp sát một đảo nhân tạo phi pháp, nếu không đổi hướng, một tàu khu trục Mỹ có thể bị tàu Trung Quốc đâm. Tại một hội nghị ở Bắc Kinh mới đây do tờ Hoàn Cầu Thời báo tổ chức, Đại tá Không quân Trung Quốc Đới Húc, Chủ tịch Viện An toàn và Hợp tác Hải dương Trung Quốc phát biểu rằng, nếu tàu chiến Mỹ đi vào vùng biển Trung Quốc một lần nữa, tôi đề xuất nên đưa hai tàu chiến ra, một chiếc là để ngăn chặn, còn chiếc còn lại để đâm vào nó. Chúng ta không cho phép tàu chiến Mỹ gây rối tại lãnh hải của mình. Giới phân tích thận trọng cho rằng, phát ngôn của ông Đới Húc không đại diện cho quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, cựu chỉ huy các chiến dịch tại Trung tâm Tình báo Hỗn hợp của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ được đổi thành Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhận định, việc phát ngôn đó của ông Đới được đăng trên website của quân đội Trung Quốc cho thấy mức độ ủng hộ nào đó trong lực lượng này. Mục tiêu là xem liệu Mỹ có lùi bước hay không để tránh vụ việc như thế. Mỹ sẽ không lùi bước trước áp lực từ Trung Quốc, chuyên gia David nhận định. Lập luận làm như thế sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới độ đáng tin cậy của Mỹ và khuyến khích Trung Quốc lấn lướt. Ông David dự đoán trong năm tới, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục cho chiến hạm áp sát đảo nhân tạo phi pháp nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc. Các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định từ những tờ báo uy tín trên thế giới. Chuyến thăm Trung Quốc trong tuần vừa qua của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos thu hút sự chú ý của dư luận khu vực và quốc tế, đặc biệt là khi mà Philippines và Trung Quốc còn tồn tại những bất đồng mâu thuẫn trong vấn đề Biển Đông, Tân Hoa Xã đưa tin. Chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Trong cuộc hội đàm, ngoài nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống, khẳng định tầm quan trọng và đưa ra phương hướng phát triển quan hệ song phương, hai bên còn trao đổi về vấn đề Biển Đông. Trung Quốc sẵn sàng cùng Philippines tiếp tục xử lý ổn thỏa vấn đề Biển Đông bằng đàm phán hữu nghị, tái khởi động đàm phán khai thác dầu khí, thúc đẩy hợp tác khai thác dầu khí ở khu vực không có tranh chấp, ông Tập Cận Bình nói. Đáp lại, Tổng thống Marcos cho biết Philippines sẵn sàng tiếp tục xử lý ổn thỏa vấn đề trên biển bằng đàm phán hữu nghị, cùng Trung Quốc tái khởi động tham vấn khai thác dầu khí. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đồng ý tiếp tục giải quyết đúng đắn vấn đề trên biển thông qua tham vấn hữu nghị. Hai bên cũng bày tỏ sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán về khai thác dầu khí trên biển. Trước chuyến thăm, hãng tin AFP Pháp dẫn lời trợ lý Ngoại trưởng Philippines Nian Imparion cho biết,
Philippines và Trung Quốc đồng ý ký thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc trực tiếp giữa Bộ Ngoại giao hai nước ở các cấp khác nhau nhằm tránh tính toán sai lầm và thông tin sai lệch ở Biển Đông, Philippines gọi là Biển Tây Philippines. Các hãng tin quốc tế dẫn lời phủ Tổng thống Philippines cho hay, thỏa thuận thiết lập đường dây liên lạc về Biển Đông giữa Trung Quốc và Philippines đã được ký kết trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Marcos. Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đưa tin, hai nước sẽ xây dựng thêm các cơ chế để cải thiện thông tin liên lạc như kênh liên lạc giữa Bộ Ngoại giao hai nước về vấn đề Biển Đông. Trang thông tin điện tử của chính phủ Philippines cho hay trong chuyến thăm, hai bên đã ký kết thỏa thuận thiết lập cơ chế liên lạc về các vấn đề trên biển giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời chuyên gia Trung Quốc cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã chứng tỏ rằng có rất ít cơ hội cho các thế lực bên ngoài như Mỹ can thiệp vào tình hình Biển Đông và làm gián đoạn các nỗ lực thúc đẩy phát triển chung giữa Trung Quốc và Philippines. Chuyên gia này thậm chí còn khẳng định chuyến thăm Bắc Kinh lần này của Tổng thống Philippines sẽ mở ra thời kỳ hoàng kim mới cho phát triển quan hệ Trung Quốc-Philippines. Thời kỳ hoàng kim trước đó của quan hệ hai nước là dưới thời cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Trong những năm qua, vấn đề Biển Đông luôn chi phối rất lớn tới quan hệ Trung Quốc-Philippines dưới thời Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo. Philippines và Trung Quốc tổ chức các cuộc đàm phán kéo dài 3 năm về việc cùng thăm dò các nguồn năng lượng ở Biển Đông. Nhưng Philippines cho biết, vào năm 2022, các cuộc đàm phán này đã bị chấm dứt trong bối cảnh yêu sách chủ quyền và quyền lợi biển của hai bên chồng lấn nhau. Năm 2016, Tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay, Hà Lan đã đưa ra phán quyết bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh không công nhận phán quyết này, đồng thời áp dụng lập trường ngày càng cứng rắn, quyết đoán hơn ở Biển Đông. Hồi tháng 12 năm 2022, Philippines bày tỏ quan ngại khi có báo cáo cho rằng Trung Quốc tiếp tục cải tạo những đảo đá không người ở trên Biển Đông, cho rằng điều này đi ngược lại nguyên tắc tự kiềm chế trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC được ký kết giữa Trung Quốc và ASEAN vào năm 2012. Đài tiếng nói Đức cho biết Tổng thống Marcos từng bày tỏ ủng hộ phán quyết về Biển Đông, khẳng định mạnh mẽ rằng sẽ không cho phép một mm quyền lợi biển của chúng ta, Philippines bị chà đạp. Mỹ bác bỏ các yêu sách của Trung Quốc đối với Biển Đông. Tháng 8 và tháng 11 năm 2022, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lần lượt đến thăm Philippines, gửi tín hiệu mạnh mẽ đến chính phủ Philippines rằng Mỹ sẽ bảo vệ Philippines nếu nước này bị tấn công trên Biển Đông. Theo công bố của trang thông tin điện tử của chính phủ Philippines, đã có ít nhất 14 thỏa thuận song phương được ký kết giữa Philippines và Trung Quốc vừa qua nhân chuyến thăm của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Các thỏa thuận này liên quan đến các lĩnh vực như nông nghiệp, hạ tầng cơ sở, hợp tác phát triển an ninh biển và du lịch. Một số thỏa thuận đáng chú ý như kế hoạch hành động chung giai đoạn 2023-2025 về hợp tác nông nghiệp và thủy sản, thỏa thuận về quy định kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu sầu riêng tươi từ Philippines sang Trung Quốc, bản ghi nhớ về hợp tác trong sáng kiến vành đai con đường. Trước chuyến thăm này, Tổng thống Marcos bày tỏ mong muốn chuyến thăm sẽ giúp nâng cao hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Philippines-Trung Quốc, cải thiện hợp tác hai nước trong các lĩnh vực quan trọng. Trong thông cáo về chuyến thăm của Tổng thống Philippines, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Tổng thống Marcos là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên Trung Quốc đón tiếp trong năm 2023. Điều đó cho thấy sự tôn trọng cao độ của Trung Quốc và Philippines đối với quan hệ song phương, sự gắn kết sâu rộng giữa hai nước. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho hay, Chủ tịch Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư có các cuộc gặp riêng lẻ với lãnh đạo Philippines. Các chủ đề trao đổi là quan hệ song phương, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân, những năm gần đây, với nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ Philippines-Trung Quốc đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, hợp tác thiết thực song phương trên nhiều lĩnh vực, giành được những thành quả tích cực to lớn. Kể từ khi ông Marcos nhậm chức, lãnh đạo hai bên đã đạt được đồng thuận về nỗ lực duy trì quan hệ hữu nghị, chung tay vì sự phát triển chung của nhân dân hai nước. Trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ, Tổng thống Marcos liên tục gọi Trung Quốc là đối tác mạnh nhất và là nguồn cung cấp vốn phát triển hạ tầng đáng tin cậy của Philippines. Trung Quốc mong muốn cùng Philippines xem chuyến thăm này là cơ hội để tiếp tục tăng tình hữu nghị, làm sâu sắc thêm sự tin cậy lẫn nhau, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong 4 lĩnh vực trọng điểm, thúc đẩy quan hệ hai nước, tăng tốc phát triển và mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hai bên, ông Uông chia sẻ.
chúng tôi sẽ tìm cách thúc đẩy các mối quan hệ có ý nghĩa và mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, năng lượng, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân. Với ông Marcos, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ sau khi nhậm chức vào tháng 6 năm 2022 và cũng là chuyến công du đầu tiên của ông tới quốc gia nằm ngoài ASEAN. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Philippines đang trải qua đợt khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, gây mất điện liên tục, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân. Do đó, đối với chính quyền ông Marcos, chuyến thăm được đánh giá là rất quan trọng bởi Philippines đang rất cần nguồn vốn và các khoản đầu tư mới từ nước ngoài để có thể triển khai các chương trình kinh tế, đặc biệt là chương trình năng lượng. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, Trung Quốc là cổ đông lớn của Tập đoàn Điện lưới Quốc gia Philippines nên hoàn toàn có thể giúp giải quyết tình trạng khủng hoảng năng lượng của Philippines. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines, đóng vai trò là nguồn hỗ trợ phát triển chính thức lớn và là nguồn khách du lịch lớn thứ hai của Philippines trước đại dịch COVID-19. Trong 6 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ, Tổng thống Marcos đã liên tục gọi Trung Quốc là đối tác mạnh nhất và là nguồn cung cấp vốn phát triển hạ tầng đáng tin cậy của Philippines. Theo một quan chức Philippines, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Marcos gồm đại diện nhiều doanh nghiệp lớn và ông Marcos dự kiến gặp các doanh nhân Trung Quốc, hai bên có thể sẽ ký kết 10 đến 14 thỏa thuận trong nhiều lĩnh vực, như ông Marcos đã nói. Ngoài ra, chuyến công du Trung Quốc còn là một phép thử rõ ràng với chính sách đối ngoại độc lập mà ông Marcos kiên quyết theo đuổi. Hiện quan hệ Mỹ-Philippines đang ổn định sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris hồi tháng 11 năm 2022. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Philippines vẫn khẳng định sẽ theo đuổi ngoại giao độc lập, không chọn bên trong cạnh tranh cường quốc, ưu tiên cho lợi ích quốc gia. Theo Tân Hoa Xã, trước khi lên máy bay, ông Marcos khẳng định chuyến thăm sẽ mở ra một chương mới trong hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là một trong những ưu tiên trong chuyến thăm tới Trung Quốc lần này của ông Marcos. Đây là cơ hội vàng giữa hai quốc gia trong thời gian tới, đồng thời một lần nữa tái khẳng định chính sách cân bằng quan hệ giữa các nước lớn của Tổng thống Marcos, Nhân dân Nhật Báo nhận định. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng đến với một thông tin mới nhất trong ngày hôm nay mà chúng tôi vừa cập nhật được. Bắt đầu từ ngày hôm nay, xe hàng Việt Nam có thể đi thẳng sang Trung Quốc giao hàng. Từ hôm nay, lái xe được điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa. Ngày hôm qua, ông Vi Nhân Đạo, Giám đốc Trung tâm Quản lý Cửa khẩu Lạng Sơn đã ký thông báo về việc thực hiện phương thức giao nhận hàng hóa từ ngày hôm nay tại Cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua Cửa khẩu Tân Thanh sẽ được thực hiện song song hai phương thức giao nhận hàng hóa. Một là phương thức sử dụng đầu kéo chuyên trách và lái xe chuyên trách của Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên. Hai là các phương tiện qua biên giới giữa Việt Nam Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp và lái xe, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên đều được điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa. Cơ quan chức năng hai bên khuyến khích doanh nghiệp hai bên áp dụng phương thức xe hàng sang, xe hàng về, tức là tận dụng các phương tiện đã giao xong hàng để nhận hàng xuất khẩu của nước đối diện. Trong trường hợp các lái xe và người đi cùng không giao được hàng hóa trong ngày mà phải để lại phương tiện bên phía Trung Quốc, thì đến cuối ngày phía Trung Quốc sẽ bố trí phương tiện để đưa lái xe về khu vực km 0, đường chuyên dụng vận tải hàng hóa để làm thủ tục nhập cảnh. Ngày hôm sau, phía Trung Quốc sẽ bố trí phương tiện đón tại địa điểm nêu trên và chi phí phát sinh lái xe chi trả. Theo quan sát thực tế, tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh chiều ngày hôm qua, hoạt động vận tải hàng hóa qua biên giới diễn ra bình thường. Các lực lượng chức năng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để phục vụ doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới. Tuy nhiên, số lượng phương tiện tham gia xuất nhập khẩu thông quan không nhiều. Đối với cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, thông báo số 16 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn cũng nêu rõ về việc khôi phục hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu này từ ngày hôm nay. Cụ thể, đối với hoạt động xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn phương thức thông quan hàng hóa hiệu quả, thuận tiện, có thể sử dụng phương thức giao nhận hàng hóa, không tiếp xúc như phân đoạn cắt móc, cẩu container. Các phương tiện qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể xuất nhập cảnh trực tiếp và người lái xe, người đi cùng qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện chở hàng hóa vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa. Nga đã mang đến cho Hà Nội mẫu tàu hộ vệ tên lửa cực mạnh, nhỏ nhưng có võ. Tại triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2022, Nga chỉ mang tới mô hình của hai mẫu tàu hộ vệ tên lửa hiện đại bao gồm Gepard và Karakut. Ý đồ của phía Nga rất rõ ràng, chào bán cho Việt Nam. Nếu như dự án đóng Gepard thì chúng ta đã biết là sẽ sớm triển khai, vậy còn Karakut thì như thế nào? Đã có những dấu hiệu rất rõ ràng rằng Nga bật đèn xanh.
sẵn sàng chuyển giao công nghệ để ta tự đóng trong nước. Vấn đề chỉ là cái gật đầu của Hải quân Việt Nam mà thôi. Dưới góc nhìn của các chuyên gia thì Karakut là gam tàu mới hoàn toàn phù hợp để tác chiến ở Biển Đông. Về cơ sở vật chất, nhà máy mới của Ba Son Vũng Tàu đã sẵn sàng, nên nhớ Hải quân Nga dự kiến sẽ đóng tổng cộng ít nhất là 16-18 chiếc tàu loại này để trang bị cho các hạm đội của mình, và hiện đã có ít nhất 3 tàu đã được đưa vào biên chế. 3 chiếc khác đang chạy thử nghiệm trên biển và 10 chiếc khác đang được đóng ở các giai đoạn khác nhau sẽ sớm được bàn giao về các đơn vị. Chính chủ tin dùng thì Việt Nam chả việc gì phải nghĩ ngợi, bởi việc chia sẻ chung một lớp tàu với Nga sẽ giúp đảm bảo hậu cần kỹ thuật cũng như dễ dàng lựa chọn phương án nâng cấp phù hợp. Tóm lại là tương lai của lớp tàu hộ vệ tên lửa Karakut sẽ là cực kỳ rộng mở. Dự án 22800 Karakut được phát triển bởi các chuyên gia đến từ Cục Thiết kế Hàng hải Trung ương ALMA ở Saint Petersburg. Hiện đã có 3 tàu của dự án này, bao gồm Mitichi, Sovoskoy và Onisobo, đang phục vụ trong hạm đội Baltic. Theo các nguồn tin mở, có tổng cộng 18 tàu dự án 22800 Karakut sẽ được đóng, sẽ được phân bổ cho các hạm đội Thái Bình Dương, Baltic và Biển Đen. Tàu tên lửa lớp Karakut là tàu cỡ nhỏ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trên biển và đường thủy nội địa. Nhiệm vụ chính của chúng là phá hủy các cơ sở quan trọng ở khu vực ven biển và tiêu diệt lực lượng mặt nước của đối phương. Tàu có thể thực hiện nhiệm vụ độc lập hoặc trở thành một phần nhóm tấn công của Hải quân Nga. Lượng choán nước của tàu này là khoảng 800 tấn, chiều dài 67m, rộng 11m. Tàu có khả năng đạt tốc độ tối đa 55,5 km/h, khả năng tự hành liên tục trên biển khoảng 15 ngày, tầm hoạt động từ 4.023 đến 4.500 km. Thủy thủ đoàn bao gồm tổng cộng 39 người. Vũ khí trang bị chính của lớp tàu chiến Karakut là tên lửa hành trình Capri NK với đầu đạn nặng 500 kg. Chúng có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly từ 1.400 đến 2.600 km. Với việc lắp đặt hệ thống 3S-14 trên các tàu của dự án này, cho phép phóng tên lửa chống hạm siêu thanh Osnik. Ngoài ra, theo nguồn tin từ Hải quân Nga, trong tương lai kho vũ khí của tàu dự án 22800 Karakut sẽ được bổ sung bằng bản sửa đổi của tên lửa siêu thanh 3M22 Gcon. Hệ thống vũ khí phụ trên tàu lớp Karakut bao gồm tổ hợp pháo AK-176MA cỡ nòng 76mm. Ngoài ra, tàu còn được trang bị thêm máy bay không người lái, trinh sát chiến thuật Olan 10. Các tàu lớp Karakut cũng được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-M. Đây là phiên bản hải quân của hệ thống tên lửa phòng không Pantsir, có khả năng đánh trúng mọi loại mục tiêu trên không ở khoảng cách tới 20km và ở độ cao 15km. Tổ hợp Pantsir-M bao gồm 8 bệ phóng và 2 pháo phòng không tự động 30mm, 6 nòng GSH-630. Tổ hợp được thiết kế để bảo vệ tàu chiến trước các cuộc tấn công ồ ạt của vũ khí chính xác cao hoặc các cuộc tấn công từ máy bay và trực thăng của đối thủ. Các tàu tên lửa cỡ nhỏ mới nhất thuộc dự án 22800 Karakut của Nga gần đây đã gây chú ý ở phương Tây. Tờ The National Interest của Mỹ đã đăng tải một bài viết với tiêu đề Hải quân Nga đang chuẩn bị tiếp nhận 3 tàu tên lửa nhỏ tiên tiến của dự án Karakut. Tờ báo nhấn mạnh rằng việc đưa các tàu chiến này vào biên chế thể hiện rõ quá trình hiện đại hóa của Hải quân Nga. Các tàu của dự án Karakut được phát triển như một phần bổ sung mà không phải để thay thế cho các tàu chiến của lớp Buyan-M hiện đại hóa. Các lớp tàu Karakut và Buyan có lượng choán nước lần lượt là 850 và 950 tấn và là sự phản ánh chiến lược hiện đại hóa các hạm đội của Nga. Một trong những ưu điểm chính của các dự án tàu 22800 Karakut là khả năng cơ động và tốc độ. Chuyên gia quân sự Nga, ông Viktor Murakovsky nhấn mạnh với độ rẽ nước nhỏ và nhờ trang bị vũ khí hiện đại, các tàu chiến này có thể tấn công ở phạm vi chiến lược. Khả năng hoạt động của những con tàu này rất rộng mặc dù độ rẽ nước của chúng rất nhỏ. Trên thực tế, lượng choán nước của chúng nhỏ hơn 1.000 tấn, nhưng chúng có thể bắn trúng mục tiêu ở tầm xa khi sử dụng các tổ hợp tên lửa Capri. Các tên lửa hành trình này đã được sử dụng thành công để tấn công các mục tiêu khủng bố trên mặt đất ở Syria, ông Murakovsky nói. Mặc dù trên thực tế, nhiệm vụ chính của các tàu lớp Karakut là bảo vệ khu vực biển gần, song việc trang bị cho chúng tên lửa hành trình chính xác cao và trong tương lai là vũ khí siêu thanh có thể sử dụng chúng như một biện pháp răn đe chiến lược. Tổng biên tập của tạp chí quốc phòng, ông Igor Krochensko,
đánh giá cao khả năng tác chiến của những con tàu thuộc dự án 22800 Karakok. Vũ khí chính của chúng là hệ thống vũ khí tên lửa tấn công với sức mạnh hỏa lực cao. Do đó, các tàu chiến này là yếu tố cần thiết cho sự ổn định của các hạm đội và dự kiến các khả năng trong tác chiến hải quân hiện đại. Những phát triển mới về hệ thống điều khiển, dẫn đường, hiển thị thông tin và vũ khí tên lửa giúp cho lớp tàu chiến này mang lại khả năng tác chiến rất lớn cho các hạm đội Nga hiện nay, vị chuyên gia kết luận. Về sức mạnh và độ chính xác của tên lửa Capri thì không cần phải bàn cãi, nhưng một trong những điểm đột phá đáng lưu ý là các tàu thuộc dự án 22800 Karakok được trang bị radar đa nhiệm thế hệ mới nhất Positiv MK. Đây là hệ thống radar có thể vừa cảnh giới, vừa nhìn vòng phát hiện mục tiêu, lại vừa có thể dẫn bắn cho tên lửa. Nó có thể phát hiện bất kỳ mục tiêu trên không hoặc trên biển nào trong vòng bán kính 300 km. Điều này cho phép con tàu có thể nhìn được xa hơn gấp 3 lần so với radar thế hệ trước. Ngoài ra, radar Positiv MK còn có khả năng chỉ huy biên đội tàu tác chiến, mà theo như các chuyên gia, việc đưa tổ hợp mới này vào trang bị sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của các tàu tên lửa lớp Karakok. Radar Positiv MK được cấu tạo bởi nhiều mô đun đặt trong vòm chế tạo bằng sợi thủy tinh, giúp đơn giản hóa việc lắp đặt lên tàu. Radar có thể hoạt động cả chế độ chủ động và thụ động. Ở chế độ thụ động, nó có thể phát hiện mục tiêu tàu mặt nước ở bán kính lên đến 300 km. Thông số về bán kính phát hiện mục tiêu ở chế độ chủ động lại không được công bố. Tuy nhiên, chắc chắn thông số này sẽ vượt trội hơn so với các radar Mineral ME đang được trang bị cho các tàu tên lửa cỡ nhỏ của Nga. Radar mới này được thiết kế để có thể tìm kiếm, phát hiện và bám bắt mục tiêu cả trên không và trên mặt biển. Nó có thể đồng thời giám sát được 40 mục tiêu. Radar này cũng cho phép theo dõi được các mục tiêu bay cỡ nhỏ và bay thấp, bao gồm cả tên lửa hành trình. Radar Positiv MK tự động đánh giá mức độ nguy hiểm của từng mục tiêu, sau đó tự động bắn bắt và hiển thị lên màn hình của người vận hành để đưa ra các phương án tiêu diệt mục tiêu. Hệ thống radar này tích hợp cùng với các tổ hợp pháo, tên lửa chống hạm và tên lửa phòng không trang bị trên tàu. Với từng loại vũ khí, radar sẽ xác định mục tiêu mà nó có khả năng tiêu diệt cao nhất. Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về thuyền trưởng của con tàu, người có thể đưa ra quyết định khai hỏa bất cứ lúc nào. Tổ hợp cũng có thể kiểm soát hoạt động của biên đội tàu và chỉ định mục tiêu cho các tàu này. Theo chuyên gia hải quân, ông Dmitry Bolenkov nói, các tàu Karakok và radar mới sẽ giúp mở rộng khả năng tác chiến của chúng. Cũng theo ông, khả năng tấn công của con tàu cũng sẽ được tăng cường đáng kể. Theo kế hoạch, tổng cộng sẽ có 18 con tàu thuộc dự án 22800 Karakok được chế tạo nhờ được trang bị vũ khí tấn công hiện đại như tên lửa Capri. Các tàu chiến này sẽ tăng cường đáng kể khả năng tác chiến của hạm đội Biển Đen. Hy vọng rằng sau quá trình đàm phán, dự án đóng tàu hộ vệ lớp Karakok sẽ được Hải quân Việt Nam triển khai. Khi đó, chúng ta sẽ có những chiến hạm với khả năng công thủ khá toàn diện. Số lượng dự kiến là 8 chiếc, trong đó có 2 chiếc đóng tại Nga với sự tham gia của kỹ sư và công nhân Việt Nam để học hỏi công nghệ. 6 chiếc còn lại sẽ được đóng tại Việt Nam như quy trình mà chúng ta đã thực hiện với dự án đóng tàu tên lửa tấn công nhanh Monia từ trước đã hoàn thành. Điều gì xảy ra khi phòng không Việt Nam sở hữu cặp đôi Buk M2E và Spider? Thưa quý vị, hiện nay đứng trước những hiện đại hóa, quân chủng phòng không không quân Việt Nam đang cần có thêm những hệ thống tên lửa tầm trung thay thế dần cho các trang bị hiện có như S-75 và S-125. Trong số đó, hai hệ thống sáng giá nhất để bổ sung cho chiếc ô phòng không tầm trung chính là Spider Việt Nam đã mua từ Israel và Buk M2E Việt Nam đang cân nhắc mua từ Nga. Buk M2E và Spider đều là các hệ thống tên lửa tầm trung hiện đại. Trong đó, Buk M2E được phát triển trong thời gian gần đây, ứng dụng nhiều công nghệ mới để nâng cao khả năng chiến đấu. Chúng đã chứng minh được hiệu quả thực sự tại các chiến trường khốc liệt như Syria và đặc biệt là tại Ukraine. Về phần mình, Spider cũng mới được đưa ra thị trường. Như vậy, cả Buk M2E và Spider đều là các tổ hợp mới hơn nhiều so với S-75 và S-125. Với thông số kỹ thuật, Buk M2E vượt trội hoàn toàn so với S-75. Tổ hợp này có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách xa tới 50 km, độ cao tối đa là 25 km, đoạn 9K317E
của Buk M2E có tốc độ Mach 4 và có khả năng đánh chặn mục tiêu có tốc độ từ 400 đến 1.200 m/s. Trong khi đó, S-125 chỉ chặn được các mục tiêu bay ở tốc độ từ 300 đến 800 m/s. Cuối cùng, Buk M2E có thể phóng và điều khiển đồng thời 24 đạn tên lửa tới các mục tiêu khác nhau. Trong khi F-125 chỉ có thể bắt bám duy nhất một mục tiêu và điều khiển đạt tới mục tiêu này. Spider thì cũng không hề kém cạnh. Tổ hợp tên lửa của Israel có tầm bắn 35 km và có độ cao 16 km tương đương với phiên bản F-125-2TM và tầm bắn và kém hơn về độ cao. Tuy nhiên, Spider lại nổi trội về tính năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tổ hợp này có khả năng bắn quên được ở hai tầm ngắn và trung nhờ hai loại đạn tên lửa khác nhau, trong đó bao gồm tên lửa tầm trung gắn đầu tự dẫn radar chủ động Derby và tên lửa tầm ngắn mang đầu dò hồng ngoại hai băng Python 5. Đạn Python 5 có tính năng khóa mục tiêu sau khi phóng load, đảm bảo bí mật khi tấn công mục tiêu. Đạn của Spider chính là các đạn tên lửa đối không trang bị trên máy bay tiêm kích thế hệ 4 và 4 cộng. Việc mua Spider sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, giảm giá thành trang bị và đảm bảo kỹ thuật cho đạn tên lửa của lực lượng phòng không không quân. Ngoài các ưu điểm về thông số kỹ chiến thuật, Buk M2E và Spider đều có phiên bản lắp trên xe bánh lốp. Điều này làm tăng khả năng cơ động, giúp tổ hợp dễ dàng rút khỏi trận địa để tránh bị địch phản kích. Phiên bản S-75M và S-125-2TM của Việt Nam đều là các hệ thống tên lửa cố định. Dù đã có nhiều nỗ lực trong huấn luyện, các loại tên lửa phòng không này đều không thể đạt được tốc độ triển khai và thu hồi kêu như Buk M2E và Spider. Bên cạnh đó, khung gầm bánh lốp của Spider sẽ phù hợp và đồng bộ với các tổ hợp tên lửa phòng không bánh lốp đã và sẽ trang bị như S-300 PMU-1, S-400, Buk M2E và Pasir S-1. Xe bánh lốp phù hợp với địa hình đường xá của Việt Nam hơn các hệ thống trên khung xe bánh xích. Các tổ hợp phòng không trên xe bánh xích hiện đang được trang bị như ZSU-234M1 và A-89 gặp nhiều bất tiện khi cơ động hành quân xa trên các tuyến đường giao thông. Chúng cần tới xe chở tăng để khắc phục những bất tiện đó. Việc này sẽ làm gia tăng sự phức tạp khi phải vận hành, cũng như giảm khả năng cơ động của đơn vị. Nhìn chung, Spider và Buk M2E chính là những lựa chọn hợp lý nhất đối với Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Trong khi Spider đã được quân chủng phòng không không quân đưa vào biên chế chiến đấu cho bảo vệ vùng trời Tổ quốc, vậy điều gì sẽ xảy ra khi Việt Nam sở hữu cả Buk M2E và Spider? Cùng đóng vai trò là tên lửa phòng không tầm trung, nhưng Spider và Buk M2E có những đặc điểm rất khác nhau và phù hợp với những yêu cầu khác nhau. Do đó, không loại trừ khả năng quân chủng phòng không không quân sẽ mua thêm Buk M2E để phối hợp tác chiến cùng với Spider đã có trong trang bị. Buk M2E có điểm mạnh là tầm bắn xa, nhưng lại rất kém khi tấn công các mục tiêu trên đỉnh đầu. Nếu để mục tiêu lọt vào khu vực đỉnh đầu của Buk M2E, tổ hợp này gần như không có khả năng đánh trả và rất dễ bị tiêu diệt. Như vậy, Buk M2E phù hợp với vai trò tổ hợp phòng không độc lập, phụ trách bảo vệ một khu vực có bán kính 50 km với địa hình bằng phẳng, nhờ đó máy bay và tên lửa đối phương sẽ khó có cơ hội lợi dụng địa hình để áp sát tiêu diệt Buk M2E. Spider thì có tầm bắn kém hơn, bù lại chính là khả năng tấn công các mục tiêu trên đỉnh đầu tốt hơn Buk M2E. Thực tiễn chiến tranh đường không cho thấy, trước mỗi cuộc tập kích đường không, máy bay tiêm kích của địch thường bắn phá và khống chế khu vực đỉnh sân bay và hai đầu đường băng cất cánh để vô hiệu hóa sân bay cũng như lực lượng không quân tiêm kích của ta. Hệ thống này có thể hoạt động độc lập, khi đó Spider sẽ được đặt ở các khu vực có địa hình phức tạp như đồi núi. Mục tiêu là chặn đánh những đợt tấn công bất ngờ được che chắn bởi địa hình. Ngoài ra, Spider cũng có thể đóng vai trò là tổ hợp phòng không tầm ngắn và tầm trung để hộ vệ cho tên lửa tầm xa S-300 PMU-1 thay thế các hệ thống A-89 Stella MM đã cũ kỹ. Cùng có tổng cơ số đạn là 48 quả, nhưng một tiểu đoàn Spider có tới 24 đạn, 6 xe giải phóng sẵn sàng chiến đấu, trong khi A-89 chỉ có 16 quả, 4 xe phóng. Số lượng các xe chỉ huy và hậu cần trong mỗi tiểu đoàn cũng được rút gọn từ 8 đến 12 xe của A-89 xuống chỉ còn 3 đến 6 xe của Spider. Cơ hội để Buk M2E và Spider song hành tại Việt Nam là khá cao. Nga đang có quan hệ hợp tác quốc phòng rất tốt với chúng ta, không lý do gì để họ có thể từ chối một khách hàng tiềm năng như vậy. Có điều cái giá của Buk thì khá đắt.
có thể lên tới gần 100 triệu đô la cho mỗi tổ hợp. Nếu có thêm Buk-M2E kết hợp với S-300, Spider và Barak-8, dự kiến Việt Nam sẽ mua 3 trung đoàn, thì lưới lửa phòng không Việt Nam thực sự sẽ mang đến một đột phá rất lớn về chất. Hải quân Việt Nam đóng tàu phòng không hạm đội, vấn đề sẽ được giải quyết bởi một đối tác cực đỉnh. Với tàu ngầm Kilo 636 rất hiện đại, Hải quân Việt Nam trở thành lực lượng có khả năng tác chiến dưới lòng biển mạnh nhất Đông Nam Á. Với các tàu hộ vệ tên lửa Jibat, tàu tên lửa tấn công nhanh Monia, khả năng tác chiến chống hạm cũng tương đối ổn. Tuy nhiên, chúng ta đang thiếu một lớp tàu phòng không hạm đội thực sự. Bởi hệ thống phòng không của chiến hạm Jibat khá hạn chế, kể cả khi triển khai đóng thêm một lớp tàu hộ vệ này với các ống phóng thẳng đứng, trang bị tên lửa phòng không Sting-1. Hệ thống Booker phiên bản hải quân thì với tầm bắn tối đa 50 km vẫn là khá khiêm tốn, chủ yếu vấn đề tự bảo vệ mình chứ không thể đủ sức tạo thành ô che đầu vững chắc cho các biên đội tàu mặt nước hoạt động an toàn trên biển. Các chiến đấu cơ Su-30 MK2 hay kể cả loại tiêm kích thế hệ mới hơn sẽ được trang bị trong thời gian tới, vẫn chủ yếu làm nhiệm vụ chi viện là chính. Hải quân vẫn là cần có các tàu phòng không hạm đội để có thể độc lập, tác chiến hiệu quả trong trường hợp bị đối phương đột kích bất ngờ. Vì vậy, nếu Hải quân Việt Nam được trang bị tàu phòng không hạm đội thì thật là tuyệt vời, lấp đầy khoảng trống hiện tại và đánh dấu một bước phát triển vượt bậc, đúng theo định hướng tiến thẳng lên hiện đại theo đúng lộ trình xây dựng lực lượng của quân chủng. Thế nhưng, chọn lớp tàu nào, do ai cung cấp thì quả thực vẫn là cả một vấn đề lớn. Vấn đề đã có hướng giải quyết. Tại thời điểm này vẫn còn hơi sớm khi nói tới tàu phòng không hạm đội cho Hải quân Việt Nam, tuy nhiên đây là nhu cầu tất yếu trong tương lai. Việc chúng ta đàm phán mua hệ thống phòng thủ tên lửa Barak-8 của Israel đã hé mở một triển vọng tốt. Thật vậy, hiện nay Hải quân của Israel đã được trang bị 4 tàu hộ vệ lớp SA-6 rất hiện đại, được phát triển dựa trên thiết kế của lớp Bronchest của Đức, nhưng đã được cải tiến phù hợp với nhu cầu của Israel đã trở thành xương sống của hạm đội nước này. Đáng chú ý là 90% hệ thống vũ khí phòng thủ trên tàu đều do Israel sản xuất. Kích thước của SA-6 không lớn hơn, với chiều dài chỉ 90m, chiều rộng 13,5m với lượng dạn nước 2.000 tấn nhưng lại sở hữu lượng vũ khí khủng và vô cùng hiện đại so với những chiến hạm cùng kích cỡ. Điển hình trong số này là pháo hạm Otto Melara cỡ 76mm, hệ thống pháo điều khiển từ xa Typhoon 25mm, 32 ống phóng tên lửa phòng không Barak-8, 40 ống phóng tên lửa đánh trận Tamir thuộc hệ thống phòng Sidom. Phiên bản trên biển của Iron Dome, 16 tên lửa hành trình diệt hạm và 2 ống phóng ngư lôi 324mm. Ngoài ra, tàu cũng được trang bị hệ thống tác chiến điện tử radar ELM-2248MF Star EC và khoang chứa máy bay đủ cho một chiếc trực thăng loại SH-60. Với công nghệ tàng hình cùng nhiều loại tên lửa đánh chặn tối tân, các tàu SA-6 sẽ đảm nhiệm chức năng như một lá chắn tên lửa ngoài khơi bảo vệ đường bờ biển và lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Việt Nam trước mối đe dọa từ tên lửa và các loại vũ khí tấn công khác. Với Hải quân Israel, những tàu hộ vệ tên lửa lớp SA-6 sẽ trở thành xương sống của hạm đội nước này trong vòng 30 năm tới. Israel tin dùng và trang bị cho nó những hệ thống vũ khí phòng thủ của nhà chồng được, thì chẳng có lý do gì mà Việt Nam lại không cân nhắc như là một lựa chọn cho tàu phòng không hạm đội trong tương lai. Bởi hầu hết vũ khí trên tàu thì đều được phía Israel sẵn sàng bán cho chúng ta. Chỉ có điều ngoài vũ khí phòng thủ là tên lửa phòng không Barak-8 nên chọn phiên bản ER tăng tầm với cự ly diệt mục tiêu tới 150 km và Sidom cùng radar và tác chiến điện tử Made Israel. Thì để hình thành lên được một con tàu một cách hoàn chỉnh cần có sự thỏa thuận nhất trí của các quốc gia khác như Đức, Italia, Mỹ. Việc đàm phán với nhiều quốc gia như vậy sẽ khá mất thời gian, trong đó Đức là quan trọng nhất bởi những tàu này được đóng tại đất nước của họ. Việc Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí được cho là một cơ hội tốt để Việt Nam tiếp cận và mua sắm các sản phẩm quốc phòng hiện đại từ phương Tây, theo chủ trương đa dạng hóa nguồn cung, không phụ thuộc quá lớn vào bất cứ quốc gia nào, nhất là trong bối cảnh đối tác truyền thống và tin cậy là Nga đang gặp khó khăn do cuộc xung đột Ukraine. Một trở ngại lớn nữa là kinh phí mua sắm của quân đội ta có hạn, trong khi để đóng mỗi con tàu này, Israel đã phải chi tới khoảng 430 triệu euro, tương đương hơn 450 triệu đô la Mỹ. Với Việt Nam, đơn giá còn có thể lớn hơn nữa. Tuy nhiên, trong vòng từ 7 đến 10 năm tới, với tốc độ phát triển kinh tế ổn định, chúng ta tin rằng ngân sách của Việt Nam đủ gắng đáng và nếu các đối tác cung cấp ứng dụng cho Việt Nam thì càng tuyệt vời hơn. Vấn đề đầu tiên sẽ được giải quyết nhanh hơn.